Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Where Movie, và cụ thể là series hành trình phá hủy trường sinh linh giá của chúng mình. Mình là Minh. Đã khá lâu rồi, kể từ khi hồi kết của series Harry Potter lên sóng lần cuối trên kênh, phải không nào? Kể từ đó, đã có rất nhiều bạn muốn chúng mình làm về phần ngoại truyện khá là tà đạo của Harry Potter mang tên Đứa trẻ bị nguyền rủa. Và vì sao chúng mình lại sử dụng hai từ tà đạo này? Thì trước khi đến với những diễn biến của ngoại truyện, mình xin phép có một vài phút để cung cấp cho các bạn toàn bộ thông tin về nó. Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa là một vở kịch nổi tiếng chuyển thể câu chuyện Harry Potter của nhà văn J.K. Rowling lên sân khấu. Kịch bản ban đầu được chắp bút bởi tác giả Jack Thorne, đạo diễn John Tiffany và có cả sự hiện diện mang tính bảo kê của tác giả bộ truyện gốc J.K. Rowling. Vào 19h34 phút ngày 29 tháng 6 năm 2015, J.K. Rowling đã đăng trên trang Twitter của mình với nội dung rằng câu chuyện của Đứa trẻ bị nguyền rủa nên được coi là thuộc dòng thời gian chính thức vì cô và hai tác giả còn lại đã phát triển nó cùng nhau. Thế nhưng, với tất cả những nguồn tin mà chúng mình thu thập được, cô J.K. Rowling chỉ xuất hiện với vai trò cố vấn mà thôi. Khi dòng tweet đó được công khai, làn sóng chỉ trích từ toàn thể các Potterhead đã hướng vào cô vì họ cho rằng toàn bộ câu chuyện có những điểm mâu thuẫn cực lớn đối với 7 cuốn sách gốc. Và những mâu thuẫn đó là gì? Hãy chờ đến cuối video nhé! Câu chuyện gồm 4 màn, bắt đầu 19 năm sau các sự kiện từ Harry Potter và Bảo bối tử thần. Harry và Ginny kết hôn, có 3 đứa con với nhau lần lượt là James Sirius Potter, Albus Severus Potter và Lily Luna Potter. Hermione Granger và Ron Weasley cũng đã kết hôn và họ có với nhau 2 đứa con là Rose Weasley và Hugo Weasley. Harry là một viên chức của Bộ Pháp thuật, trong khi Hermione không ngoài dự đoán đã trở thành bộ trưởng. Ron thì ở nhà nội trợ và chăm sóc các con. Mở đầu cũng như kết thúc của phần 7, Harry và Ginny đưa cậu con trai thứ hai của họ, Albus Severus Potter, lên tàu tốc hành Hogwarts để học năm học đầu tiên. Tên của cậu được đặt để tôn vinh Albus Dumbledore và Severus Snape, hai con người vĩ đại đã hy sinh để giúp Harry chống lại Voldemort. Albus cũng bị sinh ra dưới cái bóng quá lớn của người cha mà liên tục tự ti về bản thân mình. Trên tàu tốc hành Hogwarts, Albus kết bạn với Scorpius Malfoy, con trai của Draco Malfoy. Khi đến trường, Scorpius được sắp xếp vào Slytherin như một truyền thống của nhà Malfoy. Thế nhưng, điều bất ngờ là Albus, một thành viên của nhà Potter, cũng được xếp vào nhà Slytherin. Điều này khiến suốt những năm theo học, cả hai đều gặp khó khăn trong việc thích nghi với ngôi trường. Trong khi Albus bị dè bỉu như một nỗi thất vọng vì không thể tiếp nối được truyền thống của gia đình, Scorpius lại phải đấu tranh với những tin đồn cho rằng cậu là con trai của chúa tể Voldemort. Học hành không thành công, Albus còn ngày càng trở nên xa cách với gia đình chỉ vì cậu cảm thấy bản thân quá khác biệt. Trong một lần cãi nhau với bố, cậu đã nhỡ miệng nói rằng ước gì Harry không phải người đã đẻ ra mình. Ngay sau trận cãi vã, vết sẹo của Harry đau trở lại sau rất nhiều năm, và đó là dấu hiệu cho sự trở lại của Voldemort. Phải xử lý đứa con cứng đầu chưa phải là tất cả. Harry còn đang phải đau đầu với những câu chuyện xảy ra ở bộ pháp thuật. Thông tin về việc bộ đã bắt được kẻ đang nắm giữ chiếc xoay thời gian cuối cùng đã bị lộ ra. Draco dần vặt bấy lâu nay vì có tin đồn rằng chú tể Hắc Ám đã sử dụng chiếc xoay thời gian để tòm tem với người vợ của mình, từ đó sinh ra Scorpius. Khi biết tin này, anh yêu cầu Harry lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của chiếc xoay thời gian. Harry sau đó được ghé thăm bởi Amos Diggory và người cháu gái bí ẩn Delphi. Hai người muốn Harry quay ngược thời gian, trở lại giải đấu tam phép thuật năm nào và cứu đứa con trai Cedric vô tội của ông. Harry dù lòng đau như cắt nhưng cũng đành từ chối. Nghe lén được cuộc trò chuyện này, Albus đã rủ dê Scorpius tiến đến căn nhà của Delphi và Amos Diggory. Cả ba đã lên kế hoạch sử dụng thuốc đa dịch để hai cậu bé biến thành Harry và Ron, từ đó đột nhập và đánh cắp chiếc xoay thời gian thành công. Cả hai quay về cuộc thi tam phép thuật năm nào và phá cho Cedric thua ngay ở bài thi đầu tiên. Thế nhưng khi quay về, họ vô tình làm tương lai xáo trộn, nơi Ron và Hermione không bao giờ được kết hôn. Và do đó, Rowe Weasley, người bạn thơ ấu của Albus, không bao giờ được sinh ra. Nhận thức được việc mình làm là ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức nào, thế nhưng cả hai vẫn quyết định lấy độc trị độc bằng cách thay đổi một chi tiết khác. Theo đó, thay vì phá hoại bài thi thứ nhất, chúng quay trở lại và khiến Cedric thất bại ở bài thi thứ hai. Thay đổi này cũng khiến Cedric tiếp tục còn sống nhưng cảm thấy vô cùng nhục nhã, vô tình biến anh trở thành một tử thần thực tử. Và như một hiệu ứng cánh bướm, tại trận chiến cuối cùng ở Hogwarts, chính Cedric đã giết chết Neville Longbottom, dẫn đến việc con rắn Nagini được thả phanh tàn sát. Voldemort không bị tiêu diệt tại trận chiến trường Hogwarts, thay vào đó lại là chính Harry Potter. Tại dòng thời gian này, Voldemort sau khi chiến thắng đã nhanh chóng khiến bộ pháp thuật phải quy phục và tạo ra một chế độ độc tài với biểu tượng Hắc Phượng tràn ngập thế giới. Nhà Malfoy tiếp tục phục vụ và trở thành những kẻ độc tài dưới trướng chúa tể Hắc Ám. Và với việc Harry Potter chết, Albus vì thế không bao giờ được sinh ra. Khi qua cơn hoảng loạn vì chỉ có một thân một mình, Scorpius bỗng nhớ lại câu chuyện về sự hy sinh vĩ đại của Snape và nhờ ông giúp đỡ. Scorpius cố gắng thuyết phục rằng Harry Potter còn sống và Voldemort đã chết ở một dòng thời gian khác. Snape sau khi thâm nhập vào tâm trí Scorpius thì hoàn toàn tin tưởng cậu và mang cậu về căn cứ của Hợp Phượng Hoàng. Tại đây,
Sau khi lên kế hoạch cùng với những thành viên khác còn sót lại của hội, mọi người đã đồng ý để bảo vệ Scorpius để cậu có thể quay ngược thời gian và sửa mọi thứ. Thế nhưng, trong lúc sửa những gì mình đã làm ở bài thi thứ hai, bầy lũ giám ngục cùng với Mu Umbridge đã đuổi kịp. Cả Ron và Hermione cùng với Snape đều đã phải hy sinh để Scorpius đảo ngược lại dòng thời gian thành công. Với sự giúp sức đó, Scorpius đã thành công trong việc khôi phục dòng thời gian gốc và mang Albus quay trở lại. Cả hai khi đang lên kế hoạch để phá hủy kẻ xoay thời gian thì gặp lại Delphi. Cô cuối cùng cũng tiết lộ bản thân chính là con gái của chúa tể Voldemort và để lộ hình xăm hoác phượng đằng sau gáy. Sau khi nghe câu chuyện về thế giới mà Voldemort đã chiến thắng, cô khống chế hai đứa trẻ và quyết định thay đổi lịch sử theo đúng những thực tại đó. Lần này, Delphi quyết định sẽ phá đám bài thi thứ 3 của Cedric và khiến anh cảm thấy nhục nhã. Vậy nhưng, người tính thì không bằng trời tính. Ngay sau khi đáp xuống, Delphi đã bị Cedric khống chế vì nghĩ rằng đó là một phần của bài thi. Sau khi tạm biệt hai đứa nhỏ, anh tiếp tục cuộc đấu với một nụ cười tươi. Delphi lúc này tức giận nên đã phá hủy chiếc xoay thời gian ngay sau khi sử dụng. Điều này vô tình khiến hai cậu bé quay về ngày mà cha mẹ của Harry qua đời. Delphi thì muốn quay lại đây để ngăn cản ý định giết Harry đêm đó của Voldemort, và từ đó lời nguyền chết chóc sẽ không bị dội lại. Hai đứa trẻ sau khi suy luận một hồi thì quyết định để lại một dấu hiệu trên cái chăn hồi bé của Harry, thứ mà Harry đã tặng cho Albus vào ngày sinh nhật. Ở hiện tại, Harry, Ginny, Draco, Ron và Hermione, sau khi biết Draco đã che giấu một chiếc xoay thời gian, đã quyết định dùng nó để về quá khứ. Sau khi hiểu được thông điệp mà Albus gửi cho mình thông qua tấm chăn, cả bọn quay về và lên kế hoạch ngăn cản Delphi. Khi họ đến nơi, Harry biến thành Voldemort để dụ Delphi tránh xa khỏi Voldemort thật sự. Delphi lúc này giải thích rằng cô là đứa con của mối tình giữa Voldemort và Bellatrix Lestrange. Sau khi lớp ngụy trang của Harry gần hết, cả bọn đã thành công trong việc dụ Delphi ra chỗ mai phục và cuối cùng là ngăn chặn ả mãi mãi. Sau đó, Voldemort thực sự đã đến và giết cha mẹ của Harry. Tất cả nhận ra rằng họ không thể can thiệp vào dòng thời gian. Harry lúc này tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị sát hại. Sau khi quay về hiện tại, Delphi đã được đưa vào Azkaban và mọi chuyện lại trở lại bình thường. Mối quan hệ của hai cha con nhà Potter cũng tốt lên trông thấy, hứa hẹn một cái kết đầy hạnh phúc cho toàn bộ các nhân vật. Và đó là toàn bộ những gì đã xảy ra trong phần ngoạn truyện của Harry Potter mang tên Đứa trẻ bị nguyền rủa. Chắc hẳn sau khi xem phần tóm tắt này, các bạn hẳn sẽ không hiểu tại sao nó lại bị ghét tới vậy, đúng không? Thì sau đây là 5 điểm mà chúng mình cảm thấy vô lý nhất sau khi đọc truyện. Lưu ý là còn rất nhiều những chi tiết vô lý nữa, nhưng mình chỉ kể từng này thôi. Các bạn có thể bổ sung ở dưới phần comment nhé. Đầu tiên là chiếc mũ phân loại. Xung đột khởi nguồn của ngoại truyện là việc Albus bị xếp vào nhà Slytherin thay vì Gryffindor. Từ đó, toàn bộ câu chuyện đã diễn ra. Đồng ý là chiếc mũ có thể phân tích con người và dựa vào đó phân họ vào các nhà khác nhau. Thế nhưng, nếu một người kiên quyết muốn vào một nhà nào đó thì chiếc mũ cũng không chối từ. Việc này đã xảy ra với Harry ở phần đầu tiên. Chiếc mũ ban đầu cũng hướng cậu đến nhà Slytherin, nhưng cuối cùng đã nghe theo Harry và cho cậu vào Gryffindor. Thậm chí trong cuộc hội thoại tại nhà ga King's Cross, Harry đã nói rõ với Albus rằng nếu cậu thực sự muốn ở Gryffindor đến vậy, tất cả những gì cậu phải làm là yêu cầu chiếc nón phân loại. Vậy tại sao chuyện này lại không xảy ra? Thứ hai là vết sẹo của Harry Potter. Trước khi Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa ra mắt, chính tác giả J.K. Rowling đã nhiều lần khẳng định rằng vết sẹo của Harry đã không bao giờ khiến anh tổn thương một lần nữa. Chính dòng này cũng xuất hiện ở cuối phần 7. J.K. Rowling đã từng nói rằng nỗi đau từ vết sẹo trên trán của Harry là do mảnh linh hồn của Voldemort cố gắng để nhập lại linh hồn chủ nhân của nó. Thế nhưng chỉ ngay ở phần đầu truyện, vết sẹo của Harry lại đau một lần nữa mà không vì một lý do gì quá đặc biệt. Lúc đó, Albus và Scorpius thậm chí còn chưa hề thay đổi thực tại. Rõ ràng là tác giả đã thay đổi quan điểm của mình khi công nhận vở kịch này là chính thống. Cedric Diggory là biểu tượng và là niềm tự hào của nhà Hufflepuff. Anh hội tụ đủ những yếu tố tốt đẹp nhất, bao gồm lòng trung thành, thật thà và sự dũng cảm đáng ngưỡng mộ. Vậy nên, việc cho Cedric thay đổi 180 độ khi trở thành một tử tần thực tử vì một lý do quản con là không thể chấp nhận được. Hãy nhớ chính Cedric là người đã ủng hộ Harry trong khi tất cả đều xa lánh vì cho rằng cậu đã gian lận khi tham gia cuộc thi. Cũng chính anh đã tạo cơ hội cho Harry bằng cách nhắc bài cậu đặt trứng rồng ở dưới nước. Thất bại một bài thi không thể là chất xúc tác khiến một con người chính trực biến chất thành một kẻ tiểu nhân như vậy. Đây là một sự xúc phạm với tất cả những fan của Cedric Diggory. Du hành thời gian được quy định trong phần 3 cực kỳ rõ ràng và nhất quán như sau. Harry Potter tồn tại trong một vũ trụ áp dụng thuyết một dòng thời gian, có nghĩa là dòng chảy thời gian không thể bị phân nhánh. Những sự kiện khi Harry và Hermione quay về để thực hiện đã là một phần của lịch sử và cả hai không thể thay đổi bất cứ điều gì. Harry và Hermione chỉ có thể trải nghiệm dòng thời gian đó mà thôi. Tất cả những gì họ làm sẽ không thay đổi tương lai. Cụ thể, sẽ không có dòng thời gian nào mà con bằng mã chết. Tương tự, Sirius Black sẽ luôn sống sót khỏi bầy ngũ giám ngục ở đoạn cuối. Điều này lý giải tại sao không ai dùng nó để quay lại vài chục năm trước để giết Voldemort hồi bé. Điều này đã bị phá hủy khi đứa trẻ nguyền rủa ra mắt.
thay đổi nguyên cả lịch sử. Thật là khó chấp nhận. Theo Phi, kết quả cuộc tình vụng trộm từ lúc nào đó của Voldemort và Bellatrix đã trở thành thứ trừng tai gai mắt với các fan của bộ tiểu thuyết gốc. Một trong những phẩm chất đáng sợ nhất của Voldemort là không thể cảm nhận được tình yêu. Bellatrix thì luôn rơi vào ảo tưởng rằng mình là người đặc biệt đối với Voldemort. Hai con người này xét về tình duyên thì không thể nào đến được với nhau. Xét về góc độ sinh sản thì như ta đã thấy, Voldemort do lạm dụng nghệ thuật hắc ám nên cuối cùng đã biến dạng và không còn là con người hoàn chỉnh nữa. Vậy nên khá là khó để hắn có thể làm cha như người bình thường. Xét về góc độ logic thì cũng không hợp lý. Câu hỏi đặt ra là tại sao chú tể hắc ám lại cần một người thừa kế? Tất cả những gì mà hắn làm là để được bất tử. Hắn sợ chết và không có tình yêu. Chẳng có lý do gì khiến Voldemort lại muốn chia sẻ quyền lực với một người khác cả. Voldemort không hề suy nghĩ theo chiều hướng cần người nối dõi như vậy, vì đó chính là cách khiến hắn chiến thắng cái chết và tạo ra 7 mảnh linh hồn. Và cuối cùng, dựa vào độ tuổi của Delphi, thì hẳn Bellatrix sẽ phải mang thai vào thời điểm diễn ra sự kiện bảo bối tử thần. Và làm cách nào mà không ai biết được sự việc này? Và đó là tất cả những gì đã xảy ra, cũng như suy nghĩ của mình về phần ngoại truyện của Harry Potter. Các bạn nghĩ sao về nó? Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần comment nhé. Nếu các bạn muốn chúng mình làm thêm những video khác về Harry Potter, hãy để lại một like và share. Xin chào và hẹn gặp lại. We're out.